Trào lưu móc khóa động vật sống bị lên án gay gắt. Trong những chiếc móc chìa khóa bằng động vật sống như là những con rùa, con cá và thằn lằn bị nhốt trong một cái bao plastic nhỏ, khiến nhiều người phải xót xa và lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ở Trung Quốc, thời gian qua rộ lên một phong trào mua móc khóa chìa khóa động vật sống. Những con vật được nuôi bên trong có thể là rùa, cá và thằn lằn. Trong những chiếc móc chìa khóa bằng động vật sống, những con rùa, cá và thằn lằn bị nhốt trong một cái bao plastic trong suốt và nhỏ xíu, có chứa không khí hoặc nước đủ để con vật sống sót. Sau một thời gian ngắn, trào lưu dùng móc khóa động vật sống tràn vào Việt Nam ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn. Theo tìm hiểu, trào lưu móc khóa động vật sống bắt đầu từ năm 2011, nhưng thời gian gần đây nó bùng phát trở lại và có chiều hướng gia tăng tại một số quốc gia như là Trung Quốc hay Việt Nam. Theo lời quảng cáo, những con vật sống trong móc khóa có tuổi thọ là 3 tháng. Với việc phải sống trong nhà tù nhỏ xíu, kèm theo bị rung lắc liên tục và không có phút giây nào được nghỉ ngơi, những con vật có thể kiệt sức và chết sau vài ngày. Rất nhiều hiệp hội bảo vệ động vật đã lên án và kiến nghị các nhà quản lý cần ngăn cấm hành vi sản xuất móc khóa động vật sống. Song, chúng tiếp tục được bán công khai. Hành vi buôn bán ngược đãi động vật như là trào lưu móc khóa động vật sống bị xếp vào dạng hành vi thiếu nhân đạo. Nó gặp phải sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng mạng. Việc trào lưu móc khóa động vật sống bùng phát trở lại khiến nhiều người lo ngại. Những động vật vô tội sẽ bị lạm sát và trở thành vật trang trí của con người. Mọi sự sống đều vô cùng đáng quý dù là bất kể sinh vật nào. Các bạn trẻ Việt Nam không nên cổ suý cho việc làm tàn nhẫn như việc chạy theo trào lưu móc khóa động vật sống. Chàng trai cưới hai vợ cùng lúc vì lý do lạ lùng, nhưng phản ứng của quan khách cũng đáng kinh ngạc. Dẫu biết song hỷ lâm môn là chuyện tốt, nhưng một người đàn ông ở Indonesia lại lái câu chúc phúc này sang một hướng hoàn toàn khác. Câu chuyện tréo ngoe bắt đầu khi một người đàn ông ở Tây Kalimantan, Indonesia thừa nhận đã yêu cùng một lúc hai cô gái. Rồi tình yêu nào cũng đến lúc đơm hoa kết quả. Cả nhà liên tục hối thúc anh thành gia lập thất với người con gái mình yêu. Quá đau đầu vì không nỡ bỏ rơi bên nào cả, anh chàng quyết định cưới luôn cả hai người cùng một lúc. Hai cô dâu và chú rể cùng đón ngày vui về chung một nhà. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là đám cưới được quan viên bà họ đến dự đông đủ, đồng thời chúc cho cô dâu chú rể sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Chia sẻ về ý định cưới một lúc hai tân nương, Tân Lan cho biết: "Nhìn thấy ai trong hai người họ phải đau lòng cũng khiến tim tôi quặn thắt. Vì vậy, tôi quyết tâm chăm sóc cho cả hai." Video quay lại buổi lễ kết duyên vợ chồng của họ đã gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội và thu hút vô số bình luận từ cư dân mạng. Song, anh chàng đa sầu đa cảm này không phải là người đàn ông duy nhất cưới hai cô gái về làm vợ. Trước đó, cộng đồng mạng Malaysia từng xôn xao khi chứng kiến một người phụ nữ hối hả tìm vợ hai để chăm sóc chồng trong lúc cô bụng mang dạ chữa. Xót xa khi thấy chồng ngày một tiều tụy vì công việc, trong khi mình lại bầu bí khó lòng mà chăm lo cho anh, Kuzatut Atiwat quyết định ngỏ lời mời cô bạn thân Nut Fatonat cùng mình chia sẻ hạnh phúc và nâng khăn sữa túi cho chồng dưới một mái nhà. Sau thời gian bỡ ngỡ, Fatonat cũng đồng ý vì cảm nhận được tấm lòng chân thành của vợ chồng bạn. Hiện tại, cả ba đang sống vui vẻ cùng nhau và mở một phòng thu tại Shenzhen 15, thành phố Shas Alam. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!